Chào mừng các bạn đã đến với kênh Minh Vlog Phong thủy Tử Vi. Hôm nay tôi mang đến cho các bạn một video với chủ đề Thế giới tâm linh. Những hồn ma đáng sợ nhất thế giới mà mọi người tin là có thật. Có khá nhiều hồn ma rất đáng sợ, được nhiều người kể lại nửa thực nửa hư và cho rằng chúng còn tồn tại đến bây giờ, gây ám ảnh cho mọi người sống ở gần đó. Một, hồn ma Joseph Forepoel. Joseph là một người buôn bán kinh doanh, ông từng thuê Molly giúp việc nhà mình và hai người đã lén lút quan hệ với nhau. Có lần vợ ông đã phát hiện và chỉ trích hai người. Molly đã tự sát khi phát hiện ra mình đang mang thai và sau đó Joseph cũng đã tự sát theo. Kể từ đó, người ta cho rằng trong dinh thự của Joseph Forepoel có bóng hình của ông và Molly đã ám ảnh tất cả tài sản của ngôi nhà. 2. Hồn ma của Anne Boleyn. Anne Boleyn là người vợ thứ hai của vua Henry đệ Bát. Sau 3 năm chung sống, tình cảm của ông dành cho cô bị phai nhạt. Ông muốn kết thúc cuộc hôn nhân bằng ngoại cách. Sau đó, Anne Boleyn buộc tội ngoại tình, loạn luân và bị xử tử vào ngày 19 tháng 5 năm 1536. Vương vấn cuộc sống tươi đẹp trước đây, hồn ma của bà vẫn thường xuyên trở về, xuất hiện rất nhiều trên con đường ở London, nước Anh. Có khi bà xuất hiện trong một bộ dạng lộng lẫy xinh đẹp, cũng có lúc bà lại trông thấy với hình dạng không đầu. Chính điều đó đã khiến câu chuyện hồn ma của bà lan rộng và được xem là hồn ma đáng sợ nhất thế giới. 3. Kate Morgan. Người phụ nữ trẻ tuổi này đã ám ảnh cả vùng bờ biển Colorado ở California. Năm 1892, người ta thấy cô qua đời với một viên đạn xuyên qua đầu và một khẩu súng trong tay của cô, nhưng cuộc điều tra cho thấy viên đạn lại không khớp với khẩu súng. Cái chết oan khúc của cô có lẽ vẫn làm cô vương vấn với thế giới trần gian. Thậm chí ngày nay, nhân viên khách sạn cho biết họ thỉnh thoảng vẫn nhìn thấy bóng dáng của người phụ nữ này là vả đi lại trong hành lang của khách sạn. 4. Hồn ma của Marie. Một trong những câu chuyện ma rùng rợn nhất của nước Mỹ hay được kể đó là hồn ma Marie Wood. Bà vốn là người phụ nữ trẻ xinh đẹp nhưng khuôn mặt đã bị biến dạng sau một tai nạn. Một đêm khi cả nhà đang ngủ say, Marie đã lén ra chiếc gương soi và bật khóc rồi đột nhiên biến mất. Từ đó về sau, những tin đồn xuất hiện xung quanh Marie ngày càng nhiều. Marie được xem là một trong hồn ma đáng sợ nhất thế giới. Còn vì câu chuyện dùng từ Bloody Mary để gọi Marie xuất hiện, bạn chỉ cần vào nhà vệ sinh có gương lúc 12 giờ đêm, tắt tất cả đèn, chốt chặt cửa và đọc to tên của bà 3 lần. Bloody Mary sẽ hiện lên và cào xé bạn, khiến bạn hoảng loạn đến điên cuồng. 5. Chanio Greensin. Tên Chanio Greensin là để chỉ những hồn ma trinh nữ tại Hàn Quốc. Đó là hồn ma tóc dài che mặt, toàn thân màu trắng, thường xuất hiện ở các nơi bỏ hoang như bệnh viện, nhà cũ hay những cung đường ít người qua lại. Chuyện ma mọi người hay kể nhất về Chanio Greensin đó là về người đàn ông sống tách biệt trên một đỉnh đồi. Một ngày có tiếng gõ cửa và ông nghe tiếng nói từ bên ngoài vọng vào là hãy nhắm mắt đến từ 1 đến 100 trong đầu rồi mới mở cửa. Ông ta làm theo, nhưng khi đếm đến số 49 thì vì tò mò ông mở mắt và hoảng hốt đến tắt thở khi thấy Chanio Greensin đang nhìn thẳng vào mắt mình. 6. Hồn ma ở Stanley Hotel. Những người phàn nàn khi qua đêm tại khách sạn Stanley ở Colorado, Mỹ, họ thường xuyên nghe tiếng động lạ, tiếng nghịch phá, đùa giỡn của trẻ con, trong khi toàn bộ khách đến thuê phòng đều là người lớn. Ngay cả những người nhân viên ở đây cũng nhiều lần khẳng định họ nghe được tiếng âm thanh vang lên từ chiếc đàn piano đặt ở phòng khiêu vũ. Khá nhiều khách kể lại rằng họ thấy ma trong phòng mình. Người ta tin rằng nơi đây đã từng có một nghệ sĩ dương cầm tên Roda bị chết đuối từ lâu và bây giờ linh hồn của anh quay trở lại để tiếp tục chơi piano. 7. Hồn ma Kusisake Onna. Ở Nhật Bản, người ta xem hồn ma Kusisake Onna có phần miệng bị rạch tới tận mang tai, rất đáng sợ. Người ta cho rằng hồn ma nữ này xuất hiện vào cuối năm 1970. Hồn ma nữ này thường lang thang vào buổi tối với khuôn mặt
che kín mít. Hồn ma này khi gặp trẻ con sẽ hỏi, tôi có xinh đẹp không? Nếu nói không, nó sẽ dùng kéo cắt miệng người đó. Còn nếu nói có, thì ma nữ sẽ bỏ mặt nạ ra và để lộ khuôn mặt với miệng rộng đến mang tai, khiến cho trẻ em hoảng sợ, vội vã bỏ chạy. Do lo sợ hồn ma, Kuchisake Onna trêu ghẹo nên nhiều trẻ em Nhật Bản thường đi học theo từng nhóm. 8. Risu Ritiong Mari, một trong hồn ma đáng sợ nhất thế giới, thường được mọi người kể lại, đó là trên một đoạn đường gần nghĩa trang Risuni Tiong ở Rutise, bang Illinois, Mỹ. Thỉnh thoảng người ta nhìn thấy một cô gái có đôi mắt màu xanh, tóc vàng đi lại lang thang trên đường. Những ai qua đây đều không khỏi rùng mình vì cô gái thường vẫy tay xin đi nhờ xe, nhưng cứ khi đến gần nghĩa trang thì cô lại biến mất. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và dành thời gian theo dõi. Các bạn có thể nhấn like và đăng ký kênh để sớm nhận được video mới nhất. Chào tạm biệt các bạn và hẹn các bạn vào video ngày mai.